Microsoft vừa trình làng phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10, có tên gọi là Windows 10S, nhắm tới thị trường laptop giá rẻ cho sinh viên và học sinh. Hãng Microsoft hôm 2 tháng 5 vừa ra mắt Windows 10S, một phiên bản rút gọn của hệ thống điều hành Windows 10, nhắm tới thị trường laptop giá rẻ cho học sinh, sinh viên, nhằm mục đích cạnh tranh với hệ điều hành Chrome OS của Google. Microsoft cho biết tại một hội thảo về giáo dục của ở New York rằng phiên bản Windows 10S tương thích trên điện thoại di động và laptop và có một ứng dụng đăng nhập đơn giản cho phép các trường học thiết lập máy tính cho học sinh trong các lớp học nhanh hơn. Hãng cũng đã hợp tác với các công ty máy tính như Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Toshiba, HP và Samsung để cung cấp máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 với giá rẻ cho sinh viên học sinh từ $189. Trong khi đó, mẫu laptop mới của hãng là Surface Laptop chạy hệ điều hành Windows 10S sẽ được bán với giá $999. Phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10 ra mắt vài ngày sau khi Microsoft công bố doanh thu quý 3 thấp hơn ước tính của Wall Street vì doanh số bán laptop và tablet Surface giảm mạnh trước sự cạnh tranh của các đối thủ. Hãng cũng đã giới thiệu một sự thay đổi đáng kể trong phiên bản trò chơi Minecraft dành cho giáo dục để giúp sinh viên học sinh học các kỹ năng viết code thông qua trò chơi nổi tiếng này. Phiên bản mới của Minecraft sẽ ra mắt trong năm học mới.